anh xin lỗi cái là anh không có thấy đường, cho nên nãy anh Thành chỉ bên Roy với bên Gonzo á, anh không biết là anh Thành chỉ bên nào, anh cứ đại cho tới khi anh thấy em giơ cái tay lên á anh mới thấy đường ha. Bị cái chứng mất trí nhớ về kiểu như là tên tuổi á. Anh không gọi em là anh Caric là em vui rồi. không, này thì anh nhớ rồi. Khúc đầu mà anh nghe lọc bọc là cái gì vậy ta? Bây giờ ba đứa mình ngồi xuống thì chuyện còn dài lắm. Cứ hỏi tiếp đi cưng, anh biết là còn nhiều để mình giải thích tình thì, cái. Khúc đầu mà anh nghe lọc bọc là cái gì vậy ta? Chắc là anh Quy đang hỏi cái đoạn mà bắt đầu vào beat luôn đúng không anh? Và em đang ngồi phê thuốc lào đúng không ạ? Cái thuốc lào đó thì nó cũng thể hiện được một cái yếu tố, một cái nguyên nhân dẫn đến việc trễ lương là trong phòng ông sếp không lo ngồi làm mà sếp lo ngồi coi bảo vệ hút thuốc lào. Yeah, nó cũng là một phần yếu tố dẫn tới trễ lương. Thật ra là tại vì anh Quy anh ấy bị cận. Nên là anh Quy bị cận nên dạ, anh Quy, hiểu cho anh Quy. Tức là lúc đầu có một cảnh hút thuốc lào nhưng mà anh bị cận anh không nhìn thấy đúng không? Anh nghe thì tiếng lọc sọc thôi. Thì anh nghĩ thế này nè, chắc em là bữa nay là thấy không, là tay là có hơi là mệt nè đó, rồi người lại nóng, mắt lại mờ. Thì những cái thắc mắc của em có gì em gửi mail riêng cho ba bạn. Dạ, thì dạ. Ba bạn nó sẽ trả lời từng thắc mắc cho dạ. Em. Ừ. Dạ, cuối cùng là các bạn rất là tốt trong cái màn trình tuyệt diễn. Vời. Ok, em tuyệt vời. Các bạn rất là tốt trong cái phần đó. Theo em, nếu em được chọn Ricky Star thì em muốn đấu với ai? Ricky Star em sẽ cho đấu với Tess ở bên team em à. Và RT thì em sẽ cho đấu với Jitaki. Hay! Được. Hay! Hay! Cho đấu với Hydra cũng được luôn á. Không, Hydra và Jitaki là hệ động vật. Gì? Hydra là con rồng, Ducky Duck là con vịt. Đấy là hệ động vật khác. What? nón đi, ném nón đi. Ok, thua cậu lần này thôi nhá. Ném nón đi. Caric. Come on. Xin phép giả 30 triệu cho bất kỳ vị nào. Cuối cùng cũng về một nhà rồi anh ơi. Mày quá, đang định bảo là cho ai 30 triệu ném nón. Ca khó. Wowie ơi, nếu như hai bạn này ở đội bạn, bạn có cho họ đấu nhau không? Em cũng muốn thử coi hai cái hành tinh nó đụng với nhau, nó nổ xem như thế nào anh. Yeah. Đây có thể là một màn trình diễn mà tất cả chúng ta đều bành sát luôn anh. Cảm ơn câu trả lời rất là bức gân và không còn là gì của em. Dạ, em banh xác rồi. Mọi thứ đều banh nha, ok. Dạ. Caric ơi, em đã sẵn sàng để không bị banh chưa? Nếu như hai bạn này có trong đội của em ấy, em sẽ không để hai bạn này đấu với nhau. Vì? Em muốn nhìn hai bạn ở một khía cạnh khác với những đối thủ khác trong team của em. Theo em, nếu em được chọn Ricky Star thì em muốn đấu với ai? Ricky Star em sẽ cho đấu với Tess ở bên team em. À. Và RT thì em sẽ cho đấu với Jitaki. Hay! Được! Hay! Hay! Hai thí sinh này ở vòng trước đều là kiểu như các bạn trẻ gọi là hai người chơi hệ ma quỷ. Nói chung là hai bạn này thuộc cái tuyết Halloween. Đấy, đúng rồi. Bên thì cô hồn rồi đó. Thì đó, như hai cái kiểu ma mị thì hợp với nhau. Đấy, nhưng đấy. Mà nếu như mà để hai bạn có trong đội ấy mà của Rick thì Rick sẽ chia ra vậy cho nó khác. Đội anh làm gì có ai ma quỷ? Hả? Đội anh làm gì có ai hệ ma quỷ đúng không? Có chứ, ác quỷ luôn ấy. Ai? Jitaki. Sao là hệ ma quỷ? Thì chưa có thể thể loại bài giống vậy thôi. Ê chứ không thôi, cho đấu với Hydra cũng được luôn á. Không, Hydra và Jitaki là hệ động vật. Gì? Hydra là con rồng, Ducky Duck là con vịt. Đấy là hệ động vật khác. What? Bắt lù. Mấy giờ mình ra mình lấy ly cà phê ra ngoài quán á. Cái ba anh em bạn nhau để đấu với ai đúng không? Chỉ một người được đi tiếp mà thôi. Tôi cũng muốn hỏi ý kiến của Caric. Nếu bạn lựa chọn, phiếu bầu sẽ thuộc về ai? Nếu được lựa chọn thì Caric sẽ chọn Ricky Star. Rick thích cách chơi chữ Ricky Star hơn. Superboy. Thì hôm nay tôi thấy là RT xứng đáng. Wowie. Nếu như trong trường hợp phải chọn thì Wowie sẽ chọn Ricky Star. Ricky Star. Với lý do Wowie thích cái vơ với lại cái cách mà Ricky Star biểu diễn. Quy nghĩ nó là cái signature của Ricky Star từ hồi đó tới giờ luôn. Dạ. Mời hai vị giám khảo. Vâng, xin chào hai con. Vua cha với mẫu hậu đang ngồi đây. Với cách cống nạp tài năng của hai con thì ta nói xin phép lên, được ta mới chờ đấy, đang nghĩ. Xin nương nương bình tĩnh thì ta xin được phép gả công chúa Trấn Thành.
Nè, công chúa này ăn dữ lắm nha. Nhắm nuôi nổi thì hắn giác tôi về nha. Thấy mẹ mới gạt gì đó. Xin nương nương bình tĩnh lần hai. Con hư tại mẹ cho nên là ta sẽ nhường nàng nói. Chính Khanh à, đã đến tuổi rồi. Vậy chúc mừng con về với đội của... mẹ muốn sao? Thủy Tinh. Thủy Tinh. Thủy Tinh. Chúc mừng RT. Nón đi, ném nón đi. Ok, thua cậu lần này thôi nhá. Ném nón đi. Caric. Rikisa. Come on. Come on. Xin phép giả 30 triệu cho bất kỳ vị nào. Một lần nữa xin chúc mừng Ricky Star là thành viên mới của đội Caric. Em nghĩ là Ricky Star xứng đáng với tất cả sự bình tĩnh và sự cố gắng nhanh nhẹn của bạn ấy. Và bên cạnh đó em muốn có một trận tái đấu đúng nghĩa đen với đội em và đội Binzy giữa Ricky Star với lại RT. Let's do it. Why not? I got you, bro. Thấy ghét không? Thưa quý vị, đây là tinh thần của rap. Khán giả vẫn đang chờ đợi điều đó xảy ra. Chúc mừng em là thành viên mới của đội Caric. Cuối cùng cũng về một nhà rồi anh ơi. May quá, đang định bảo là cho ai 30 triệu ném nón.